Với những cái loại gỗ dày này các bạn có thể khắc sâu xuống được lên đến khoảng 0,3 cm. 0,3 cm, 0,4 cm, khắc càng sâu thì cái khuôn của mình khi mà mình in lên giấy ấy, nó càng sạch sẽ, nó không bị dính cái nền vào. Còn nếu mà gỗ mà nó cái gỗ của các bạn mà nó mỏng ấy thì chúng ta có thể để 0,2 cm thôi. Đây là của bạn là gỗ dày. Cái cách khắc như sau này. Đầu tiên là các bạn sẽ phải khắc là giữ lại cái mảng nét, giữ lại cái phần nét này, còn cái phần nền này là bỏ đi này. Ví dụ với cái bài này thì cách khắc như sau, các bạn ấy sử dụng cái đục mà nó có chữ V á, chúng ta đục hết một lượt. Đó, chúng ta đi hết một lượt cái nét này này. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại và vứt cái nền đi. Đây là vứt cái nền đi nhá. Đó. Chẳng hạn chúng ta bị dây màu ra cái nền này mà chúng ta không muốn nó hiện ở giấy thì chúng ta sẽ phải dùng vải hoặc là dùng giấy vệ sinh, chúng ta lau sạch những cái phần nền bẩn này đi, thì khi mình in vào giấy nó sẽ không bị dính cái phần này vào. Với cái bức tranh này thì các bạn để ý là có mảng đậm, có mảng nhạt, có mảng lớn, có mảng bé, có đường cong, có đường thẳng, đó, có chất liệu trơn và có chất liệu sần sùi. Thì cái bài này cô thấy có đạt được cái điều đó. Ví dụ như là có cái mảng đậm này, có cái mảng nhỏ này, có nét này, rồi có chất liệu sần sùi này, rồi có phần phẳng này, đó, bạn có để đầy đủ những cái phần đó. Với cái bức tranh này thì nhìn nó hơi hơi khô một chút, cái nền nó hơi trơn tru quá. Cái bức tranh này thì chúng ta nhìn thấy là cái bông hoa này bạn ấy thể hiện rất là tốt ở những cái nét này này đó, nhưng mà ở đây thì nó lại hơi bị vỡ một chút đó, zoom to mình thấy là nó đang bị vỡ mất một mảng. Và nếu như mà bạn ấy thể hiện được tốt cả cái chất liệu của nền nữa thì cái này tốt. Cái này của bạn thì nó cũng hơi hơi cứng bởi vì là nó đang có nhiều mảng, nó nhiều mảng lớn hơi thiếu. Và có hai bức tranh con mèo thì cô có thể thấy được hai bức tranh này đều tốt về mặt kỹ thuật. Về kỹ thuật thì có thể nói là cái bức tranh này tốt hơn, nhưng về mặt thẩm mỹ, tức là nó vừa có cả mỹ thuật vừa cả kỹ thuật ở đây, thì một bức tranh con mèo nữa cô sẽ mở cho các bạn so sánh để chúng ta có thể rút kinh nghiệm những cái điểm tốt ở hai cái bài này. Cái nét khắc của cái bài này nó chưa được sắc nét lắm bằng cái bài kia, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì lại rất hài hòa. Nó hài hòa ở đây này là cái cách khắc của bạn là có những cái nét lớn này và có những cái nét rất là mảnh ở đây, thể hiện rất là tình cảm ở đây, có nét mảnh ở đây nhá. Trong cái con mèo này có cái điểm là chưa bằng bạn kia, đó là gì bạn này, cái mắt của nó này nó chưa được đẹp. Có những cái phần ưu điểm và nhược điểm giữa hai bài này thì tóm tắt lại là gì? Thứ nhất, khi mà thể hiện cùng một cái hình ảnh con mèo đấy nhưng hai bạn thể hiện khác nhau, một là chúng ta hãy giữ được cái điểm ưu điểm ở bài này, đó là cái background và cái hình chúng ta nên thể hiện cho nó có sự hòa quyện với nhau, hai cái này được. Nếu mà để background chỉ một màu đen thôi thì nó đạt được cái mức độ kỹ thuật tốt nhưng mà nó chưa tình cảm. Tiếp theo là để ở phần nét ấy thì ở đây nó có nét tình cảm, nó là những cái nét mềm, nét nhỏ, nét mảnh này đó. Còn ở bài kia thì nét đều và nét trơn, kỹ thuật rất là tốt nhưng mà cái yếu tố về cái độ mềm mềm dẻo trong bài thì cái bài này cô nhận xét là nó có cái tình cảm trong đấy hơn. Với cái bài này thì chúng ta thấy là cái nền nó rất là trơn này, cái kỹ thuật của nó đâu ra đấy này đó, kỹ thuật nó đâu ra đấy, rất là tốt về mặt kỹ thuật đó. Nhưng mà cái cách thể hiện thì cô thích thể hiện thêm cái nền ở đây nữa thì nó tốt hơn. Và những cái phần nét ở đây á, nó có những cái nét phải thật là mảnh luôn. Thì đây bạn ấy đang thể hiện nét đang đều nhau, nhỏ nhỏ đều nhau. Đó. Thì nó có cả nét mỏng, nét nhỏ và có nét to thì đẹp hơn. Bài này của bạn thì khá sạch sẽ về kỹ thuật. Đấy, nhưng mà tình cảm thì chưa chưa được hài hòa lắm. Như hôm trước cô có nhắc là nếu mà chúng ta làm chữ ấy, thì với những cái bài có chữ thì chúng ta phác thảo thì vẫn phác xuôi này. Khi mà chúng ta cho vào khuôn in thì chúng ta sẽ ụp nó vào cái khuôn in như thế này cái, đúng không? Khi ghi chữ ngược này rồi thì chúng ta đâm sơn lên trên cái bản in này và chúng ta ốp cái giấy gió của mình vào ấy thì nó sẽ in xuôi. Ở đây cái phần thể hiện là có mảng lớn này,
có những cái nét mảnh ở đây này nó với cái bài này thì nó rất là khó để mà thể hiện khuôn mặt đấy, bạn này cũng làm được. Tuy nhiên về cái vấn đề là sự hài hòa giữa hình với nền thì cái nền này bạn ấy đang làm trơn quá. Nếu như cái nền này bạn ấy thể hiện thêm một chút chất liệu nhẹ nhàng ở trong cái nền nữa, nó khác với người nhưng mà nó vẫn có chất liệu thì bài nó tình cảm hơn. Bạn ấy thể hiện được cái khuôn mặt rất là xinh như thế này là khó đấy nhá. Bởi vì sao? Chúng ta khắc những cái phần mắt mũi miệng này chỉ cần sơ ý đi là thôi, nó sẽ không còn hình thù nữa. Nào bạn đã làm được. Chỉ có điều là hình với nền nó hơi bị trơn quá. Nếu như thể hiện được cái phần nền này tốt một chút nữa thì bài sẽ rất là đẹp. Cái bài này các em thấy nó sai ở điểm nào chưa? Có bạn nào nhận ra giữa hai hình này có Chữ bị hình gì ngược đấy. nào? Chữ bị ngược. Ok, đúng rồi, chữ bị ngược đúng không? Cô vừa nhắc xong. Cái bản phác thảo này này, chúng ta vẫn phác thảo bình thường xuôi theo đúng như suy nghĩ của mình. Các bạn ấy làm cái bản phác thảo bị ngược xong vẫn làm đúng chiều là úp nó vào. Nếu mà ngược như thế này thì đến khi mà in ra đây thì đừng úp nó vào mà chúng ta cứ đặt chồng lên đây rồi di thì nó sẽ là đúng. Sau đó ngược thì đến khi mà làm cái bản này xuôi rồi thì ốp cái giấy vào chắc chắn nó phải ngược rồi. Cái phay này là bạn ấy thể hiện bằng chính hình ảnh của mình nhé, xong rồi chơi nó ra. Thì cái hình ảnh mà khi mà các bạn muốn sử dụng chính hình ảnh của mình cũng ok. Sau đó các bạn đẩy cao cái độ tương phản giữa màu sáng và màu tối lên, rồi chúng ta chơi hình ra. Khi chúng ta chơi hình xong thì chúng ta cần phải sửa lại nét, bởi vì khi chơi hình ra thì nét nó rất là vụn. Chúng ta cần phải sửa đẹp hơn rồi phác thảo lại cái phần chơi đấy. Của bạn ấy khi đưa vào bản khắc thì bạn ấy làm rất là tốt, giữa hình với nền nó có sự khác biệt này. Hình thì mảng lớn đúng không? Đậm nhạt rất là rõ ràng, mảng lớn. Còn nền thì nó có cái chất liệu của nền riêng. Nhưng mà có một cái chỗ như cô vừa nói là nếu như mà chúng ta khắc ấy, chúng ta khắc mà nó nông ấy, thì khi mà chúng ta quệt sơn vào ấy, cái con lăn của mình nó sẽ chạm đến cái phần mà chúng ta khắc nó nông rồi này. Có phải là khi mình có cái con lăn lăn qua đây mà cái phần này nó nông thì cái con lăn nó sẽ chạm xuống nền không? Nó chạm xuống nền lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng rẻ. Chúng ta sử dụng rẻ lau hoặc là giấy vệ sinh chúng nó lau sạch cái phần này đi. Nếu không lau sạch thì nó sẽ in sang má chứ nó không sạch như thế này đâu. Cái file này của bạn ấy là cũng thể hiện được cả những cái mảng lớn và cái chất liệu ở nền. Đây là từ cái phong cảnh thì trong cái phong cảnh này các bạn để ý là nó có gì đấy ạ? Nó có cái mảng lớn đậm này, đó rồi có những cái mảng nhẹ mà có các đường thẳng và đường cong thì cái này về mặt thẩm mỹ là có. Ở đây khi mà khắc khuôn ấy thì các bạn có thể là che phần ngoài khung vào thì cái con lăn của mình nó không lăn ra ngoài dẫn đến cái tờ giấy của chúng ta nó không bị bẩn như này này. Đó. Nên là do con lăn nó lăn ra ngoài cho chúng ta không bịt đấy. Lấy giấy bịt nó vào rồi hãng sử dụng con lăn, lăn sơn vào. Bài này thì bạn ấy thể hiện cái phần background, cái có cái chất của background này cũng có. Tuy nhiên cái bờm ngựa này với cả cái background nó chưa có rõ ràng, nó đang bị lẫn. Cái bài này rất là khó khắc này, bạn này bài của Mạn Lực. Cái bài này nó khó ở chỗ là gì? Các cái nét nó đều nhau. Nếu như mà chẳng hạn chúng ta khắc mà bị gãy mất một nét ở đây thì chắc chắn là nhìn lộ ngay, chứ nó không giống như là tranh phong cảnh hay là tranh tĩnh vật. Nó bị gãy thì chúng ta sẽ sửa theo hướng gãy, còn cái này bị gãy là lộ luôn. Ở đây bạn nên làm chữ đúng chiều rồi làm ngược chữ để sang đây nó xuôi. Và bạn này thì sử dụng từ cái chân dung đó, làm cái chân dung của người khác và cái nét khắc nó cũng khá là sâu nên cho nên là màu nó không bị bẩn. Bạn ấy làm cũng rất là tốt này. Giữa cái nền này với cả những cái hình này, hình rất là chắc luôn, ra là cái tính chất của nhân vật này luôn, hình chắc chắn dứt khoát đó, và tạo được cái nền theo hướng của cái hình này cũng rất đẹp. Cái bài này cũng đẹp này, bài này của bạn ấy là thể hiện được cái những cái phần gọi là chất liệu của con mèo này, lông con mèo này, rồi chất liệu của cái đồ vật này đó, hoặc là tường này, đó những cái chất liệu này nó hoàn toàn khác nhau, nhìn rất là dễ hình dung. Bài này cũng là một bài rất tốt. Các em thấy này, đó em nhìn thấy những cái nét khắc của bạn ấy nó khá là sạch sẽ, khắc nhiều từ bên trong hất ra bên ngoài. Cái bài này thì em thấy là nó khó ở phần nào?
cảm nhận xem nào. Đây cô phóng to lên để các em nhìn thấy là bài này có cái gì khó, có tự tin để khác không? Cái nét nhỏ ở núi chắc vậy. Nét nhỏ ở núi hả? Ừ. Và bạn nào có ý kiến khác không? Cái vòng vòng, vòng Ừ, vòng ở cái đây. vòng tròn đó. Hai cái phần này đều khó, thế nhưng mà có những cái khó sửa được và có cái khó không sửa được. À, ví dụ như là cái phần nét ở núi này nó cũng khó, nhưng mà nếu chẳng may mình bị mà mất nét thì chúng ta sẽ tạo ra một nét mới ở vị trí khác cũng được đúng không? Nhưng mà nếu cái vòng tròn này này, nếu chúng ta làm mất nét ấy, làm đứt mất ấy, thì không có cơ hội sang nhảy sang vòng tròn khác được đúng không? Vì cái vòng tròn này thì nếu như mà sai là khó sửa. Nó cũng giống như những cái mạng ở bài của bạn Lực trước, đó là có cái nét thẳng đều nhau ấy, thì cái này cũng thế, có những nét đều nhau này dẫn đến mà chúng ta bị chẳng may bị tượt tay một cái là nó bị đứt nét. Nó đứt nét là không có cơ hội sửa sai, chứ còn nếu mà cái núi này nó cũng là cái khó đấy, nét nó khó nhưng mà chẳng may chúng ta bị đứt nét này thì chúng ta sẽ có cơ hội sửa sang nét khác, sẽ làm một cái nét khác chẳng hạn như vậy thì nó sẽ dễ hơn, xử lý nó sẽ dễ hơn. Đấy, bài này cũng là một trong những cái bài khó. Bài con mèo này thì cũng tình cảm này, ở đây chúng ta phân biệt được cả mảng lớn này, cả mảng dưới background bên dưới và cái mảng nền ở bên trên, nó thể hiện khá là tình cảm ở những cái mảng khác nhau. Cái bài này thì các em được xem rồi đúng không? Bài này là một trong những cái bài mà có triển lãm. Bài này bài của bạn Ngô Bình Minh, một bạn nữ rất là chăm chăm chỉ trong tất cả các môn học. Cô bạn có học cô mấy môn mà cô thấy bạn ấy rất là chăm. Để làm được những cái bài như này thì phải thực sự nhiệt huyết với môn học thì chúng ta mới làm được, không thì sẽ giống như kiểu là cho nó qua môn thôi á. Với cái bài này em để ý này, đó, với cái bài này thì những cái phần như là cái phần râu này này, đó, để làm được như thế rất là kỳ công, rất là khó. Ở đây cũng có một cái phần bạn ấy bị làm mất nét đây này, đó là nó quá vụn ở chỗ cái má này, dẫn đến việc là bạn làm bị gãy, bị mất ở đây, mất một vài nét ở đây đấy. Ừ. Tuy nhiên để mà làm những cái này thì cực kỳ là mất thời gian, đó. Cực kỳ tâm huyết mới có thể làm được tất cả những nét đều ở đây này, bạn ấy làm đều chân chặn luôn ở phía trên này, rồi những nét ở đây, nét ở râu, tất cả với cái bài này chỗ nào cũng rất là khó. Thì cái bản nháp bạn ấy làm tốt thì đến cái bản khắc gỗ và bản in nó như nhau thôi, đều tốt cả. Đấy là một vài cái bài cô chia sẻ những cái phần tốt và chưa tốt để các em có thể rút kinh nghiệm trong quá trình phác thảo, chúng ta cũng biết được là cái phần nào là cái phần mình giữ lại, phần nào là cái phần mình bỏ đi.